Ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Quảng Ninh, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, địa phương cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước. Thay mặt các cơ quan làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình công tác báo chí năm 2011 và các tháng đầu năm 2012. Năm 2011, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm. Báo chí đã chủ động nỗ lực vươn lên, phát triển cả về số lượng, chất lượng, đội ngũ, điều kiện, phương tiện làm việc. Báo cáo cũng phân tích làm rõ những hạn chế thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2011 như công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong một số trường hợp chưa thực sự chủ động, nhạy bén. Một số cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu định hướng chính trị trong nội dung thông tin, tình trạng thương mại hóa, hạ thấp yêu cầu chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học của sản phẩm báo chí chưa được khắc phục, nhất là ở một số cơ quan báo chí điện tử. Tình trạng thông tin thiếu chuẩn xác gây thiệt hại cho cá nhân, doanh nghiệp, xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của báo chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, khẳng định công tác báo chí cần bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Các kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, công tác đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, tuyên truyền chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, để kiểm điểm với thái độ cầu thị nhằm xây dựng nền báo chí Việt Nam ngày càng vững mạnh, tiến bộ, chuyên nghiệp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những thành tích của báo chí nước nhà trong năm 2012. Thưa các đồng chí, năm 2012 cùng với những thuận lợi cơ bản, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt và vượt qua nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, phức tạp hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác báo chí, tôi nhấn mạnh một số nội dung cần chú ý sau đây. Một, lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên cần nhận rõ báo chí phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để chỉ đạo định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí phải dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý đầy đủ, cần tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 10, công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới, chỉ thị 52 của Ban Bí thư khóa 9 về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay, xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản của Đảng và nhà nước về công tác báo chí. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần tham mưu chính phủ sớm ban hành đề án quy hoạch báo chí, nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy về báo chí, kịp thời điều chỉnh những bất cập nảy sinh trong hoạt động quản lý báo chí hiện nay. Việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về tiêu chuẩn tại quyết định 75 của Ban Bí thư, tổ chức tốt công tác giao ban báo chí hàng tuần, cung cấp thông tin báo chí, nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên báo chí. Hai, các cơ quan chủ quản báo chí phải chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động của cơ quan báo chí do mình quản lý, tập trung xây dựng và phát triển toàn diện cơ quan báo chí, chú trọng xây dựng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cốt cán, chỉ đạo cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích,
đối tượng phục vụ có chế độ khen thưởng kỷ luật nghiêm minh kịp thời. 3. Tăng cường vai trò trách nhiệm chỉ đạo quản lý của đảng ủy, chi ủy, ban biên tập, nhất là tổng biên tập các cơ quan báo chí, xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ sở trong các cơ quan báo chí vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên thực hiện đúng các và nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, đường lối, điều lệ, các quy chế, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tôn chỉ mục đích của báo chí. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng rèn luyện đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống cho biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, nhất là đối với đội ngũ phóng viên trẻ. Khi báo chí có sai phạm cần nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời. Khi nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc cần nhanh chóng xử lý, trả lời, tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài gây phức tạp tình hình. 4. Về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là cần tập trung tuyên truyền tốt việc quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2012 và các năm tới. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới, các hoạt động đối ngoại của đảng, nhà nước và đối ngoại nhân dân, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, biểu dương cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục phát huy vai trò tính tiền phong, tính chiến đấu của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân, làm tốt nhiệm vụ của một trong những lực lượng nòng cốt đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm thông tin sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhất trí với nội dung đánh giá công tác báo chí năm 2011 và những tháng đầu năm 2012. Bên cạnh những thành tích cơ bản, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót như một số cơ quan báo chí, cán bộ báo chí chưa nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí trước xã hội và sự nghiệp đổi mới của đất nước, nhận thức sự nhạy bén chính trị còn hạn chế, bất cập, xu hướng thương mại hóa hoạt động báo chí, hạ thấp chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, nghiệp vụ chưa được đẩy lùi, một số cơ quan và một số báo đưa tin thiếu chuẩn xác, thiếu trách nhiệm, thậm chí vi phạm đạo đức người làm báo, một số đài truyền hình chạy theo xu hướng mở thêm nhiều kênh sóng trong khi năng lực sản xuất có hạn, dẫn đến lệ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đưa ra 7 giải pháp đề nghị các cơ quan báo chí cần chú trọng. Công tác thông tin tuyên truyền luôn được khẳng định như một giải pháp trong việc triển khai nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, bám sát thực tiễn của đất nước, phát hiện cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tệ nạn xã hội, cần kiên quyết khắc phục khuynh hướng thương mại hóa, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí, tăng cường cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho báo chí. Các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cần phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các bộ ngành, cơ quan liên quan để giải quyết những tồn tại yếu kém của loại hình báo chí điện tử. Cần có những hội nghị chuyên sâu quan tâm hơn nữa tới quá trình tác nghiệp của phóng viên, quy trình biên tập xuất bản của các tòa soạn để khắc phục một cách cơ bản sai sót, khuyết điểm trong thời gian tới.